そっか。Nhìn Sơn à, mình về đi. Dạ, đi. Dạ, Rõ ràng nói là làm ở đó mà. Lạ thiệt ha. Ba ơi, chừng nào bắt đầu cúng hả ba? Phải chuẩn bị xong mới cúng được chứ. Rồi, còn thiếu gì nữa không? không thiếu gì đâu, con đã kiểm tra hết rồi mà. Vậy hả? Dạ không có ai. Cái thằng bất hiếu mà, kêu đừng về dỗ mẹ là nó cũng... Được rồi, bắt đầu đi tụi con. Ủa anh, Trần Kinh về rồi hả? Về làm cái gì? con trai về nữa hả ba? Cái gì? Mẹ, bạn gái của con trai mẹ đã tự tay làm bánh. Cái gì? Ai cho phép? Hả? Nè, ai cho đã được ba đồng ý hay chưa? Ba đã cho hai đứa lấy nhau hay chưa? Nó có tư cách gì mà dám nấu đồ cúng chứ? Rồi còn dám đem về đây nữa. Sệt lên. Dạ. Cứ đi yên đó. Ba đã nói hạ xuống. Vậy Dạ. đó. Thôi được rồi. Cứ làm dỗ đi. Nhưng phải chọn một trong hai ta. Đương nhiên là con. Chọn ba rồi. Trần Kinh à? Gì? Cái gì? Tại sao con không được phép chọn cả hai? Với con thì ba rất quan trọng, Yên Sơn cũng quan trọng nữa. Rồi phụng dưỡng ba thật chu đáo. Cái... Ba không thích. Ba không thể nào. Nhìn cái bản... Dù có như thế nào, con cũng phải lại mẹ con đã. Thằng này, ai cho mà mày dám lạy hả? Hỏi, không thích cô ta, không thích là không thích. Không đâu. Mẹ nói với con là mẹ rất thích mà. Sao? Ba ơi ba để nắm cô ở đâu vậy? Ủa? Phải làm sao đây anh? Ba nói anh chưa chia tay là sẽ không quay về nhà đâu. Vậy mới nói. Ba đã làm căng lên như vậy rồi mà anh vẫn còn muốn gặp chị ta hay sao? Nè hai đứa nói thật đi. Hai đứa cũng không vậy chứ. Cô ấy giỏi giang xinh đẹp. Hôm qua còn tự tay làm bánh cho mẹ rồi gửi tới đây nữa mà. Em không muốn nói tới chuyện đó. Không muốn vậy rồi còn gì. Anh đừng có nghĩ tới chuyện mua chuộc tụi em mà hãy thuyết phục ba trước đi. Đi thôi em. Máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
buổi sáng tốt lành. Hey. Anh Trân cưng, sao rồi hả anh? Hôm qua anh có gì nói chuyện với ba anh chưa vậy? Đã đưa bánh rồi chứ? Tất nhiên. Rồi sao? Ba của anh nói sao hả? Có ăn bánh em làm không vậy? Tất nhiên có rồi, ăn ngon lành luôn á chứ. Nhìn dễ mà. Anh nói thiệt mà em. Nhưng mà sao Vinh Sơn lại tới sớm vậy? Em đến vì muốn gặp anh Trân cưng sớm hơn dù chỉ một phút. Nếu vậy thì... Sao lại ở đây vậy? Thì bởi vậy mới nói đó. chào mọi người. Chào nhân trưởng. sáng tốt lành. Chào mọi người. Cô kiểm tra lượng nước tiểu theo từng giờ nữa. Đem kết quả chụp X-quang cho tôi. Dạ. Tôi nghe kể nhiều về tài phẫu thuật của anh rồi. Ca phẫu thuật hôm qua thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi đó. Dạ. Dù sao tôi chỉ là bác sĩ bình thường thôi. Tôi cũng sắp đi khỏi đây rồi. Cô tìm người khác nịnh đi ha. Là tôi nịnh anh đâu. Tôi nói thật lòng mà. À, tôi là Kang Hin-gu. Được rồi, cảm ơn. Trưởng khoa ơi. Ôi trời. Sao anh lại thay đồ? Đồ của tôi thì thay hay không là quyền của tôi mà. Có chuyện gì vậy? Anh phải đi khám cho bệnh nhân Kang Jun-ki phải không? Giờ tôi có việc phải đi, nhờ bác sĩ Kim nha. Mà cô qua phòng này thường xuyên quá rồi đó. Là vì tôi đã làm phẫu thuật. Hả? Thiệt tình. À. Anh làm gì vậy? Đương nhiên là phải có rồi. Bác sĩ mà không có mùi bệnh viện sao? Ấy vậy hả? Ấy chết rồi. Mấy cậu, có cách nào khử mùi bệnh viện không vậy? Sao vậy anh? Bây giờ tôi phải đi gặp một người rồi đó. Không có nước qua. Chỉ có cái này thôi à. Đây, đây coi. Trời, đây là nước xịt phòng đó. Cũng thơm mà. Gì vậy? Cô thấy sao hả? Chỉnh chu rồi chưa? Tôi đang hỏi cô đó. Dạ rất sáng sủa thưa trưởng khoa. Vậy hả? Tôi đi nha. Trưởng khoa đi đâu vậy? Tuyên thấy trưởng khoa tươm tất vậy đó. Chắc là đi gặp bạn gái gì rồi chứ gì. Nếu như không phải đi gặp bạn gái thì ai lại chăm chút tới vậy chứ. Bạn gái hả? Phải tới văn phòng chứ. Văn phòng làm gì nữa? Ông cứ như vậy nên Yên Sơn càng không thể tỉnh táo ra được. Sĩ nhà mình dính líu tới nhà họ Sơ rồi. Giờ sao còn lui tới đó để làm gì nữa? Tôi thấy bà không nên can thiệp vào chuyện của tụi nhỏ nữa. Hả? Tự lo cho bản thân mình rồi. Vậy cho nên nó mới chọn một người đàn ông kém tuổi mình và không có cái gì hết. Đã vậy lại còn mua đồ về làm bánh để gửi đến đám ờ. Ông không làm gì là coi như đã giúp tôi rồi, đừng có tới đó nữa. Không được. Trong mắt, nhưng đến bất động sản Phi Sơn á, tôi mới thấy sự tồn tại của mình. Tôi cũng có thể cảm nhận được mình có ích trên cõi đời này. Hôm nay ông mà đi thì được. Được thôi. Tôi cũng không muốn về đâu. Không thể để cho con bé Yên Sơn cứ sống như vậy được. Phải nghĩ thử xem. Alo, phải bà Trang không? Dạ, tôi là mẹ của giáo sư Ma Chi Sơn đây. Dạ tất nhiên rồi, Chi Sơn của nhà tôi vẫn rất ổn. Cũng không có chuyện gì, là con bé nhà tôi, đường bên đó.
Dạ, con bé cứ lo chuyện học hành nên nó hơi lỡ thì. Vẫn chưa nhiều tuổi lắm đúng không? Dạ, được vậy thì tốt quá. Dạ, bà giúp tôi nha. Mẹ định đem cho Hy Sơn hả? Dạ, hôm nay con còn nhiều việc lắm. Dạo này thấy trong người sao rồi? Con thấy cũng ổn rồi mẹ. Thì đúng rồi, cũng không bị căng thôi. Mẹ nè, đài phát thanh hồi trước mà con có làm, muốn con đến đó làm chính thức. Trời ơi, làm chính thức cùng một chương trình đó, nhưng phát một tuần một số luôn. Phải vậy chứ, giáo sư ba mà làm cái gì rồi thì sẽ thành công thôi. Hay tên gì gì đó cũng nổi tiếng lắm có phải không con? Mẹ nè, con đã gặp Blue Ren rồi, thì ra cũng là một người quen đó. Huyên Sớt đó mẹ. Mẹ không nhớ cậu ấy hả? Cô Hiền Sức là cái người hồi đại học đó. Con từ hồi còn học đại học hả? Cậu ta là nhạc sĩ rồi sao? Lúc đó con cũng bất ngờ lắm. Dạ không, nghe nói nhạc sĩ với đạo diễn cùng mời. Cậu ấy cũng vui vì tình cờ gặp lại con. Mà vậy con đã nhận lời rồi hay chưa? Nhưng mà con không có hứng thú cho lắm. Lại phải mất nhiều thời gian nữa. Làm nhiều quá. Dạ thôi, con đi đây. Được rồi. Đi cẩn thận nha. Mười năm trước. Cà phê ngon đúng không? Đây là cà phê Arabica đó nha. Hôm nay mình làm gì đây? Đi xem phim đi. Phim hả? Mình muốn coi phim Tử Chiến ở làng Đông Bách Gòn. Nghe nói phim đó đang nổi lắm. Tiếng địa phương ở trong phim đó không phải thường đâu. Là vậy đó hả? Là vậy đó hả? Là vậy đó hả? Nhà mình mà. Dạ. Cũng lâu lắm rồi con mới gọi điện cho bác. Không biết là ba con có tới đó không vậy? Dạ không, không phải bỏ nhà đi. Bà còn nói đi cho thư thái độ để đi đâu hết. Dạ. Bà con không có tới đó sao? Dạ con biết rồi. Dạ. Ba của anh bỏ nhà đi hả? Chỉ để lại bức thư thôi. Chú ghét em đến như vậy sao? Không phải đâu. Em cứ tưởng đâu em tự tay chuẩn bị những đồ cúng cho mẹ của anh thì chú sẽ nguôi ngoai được chứ. Sắp nguôi ngoai rồi mà, nhất định. Bánh em làm không được ngon cho nên chú mới càng nổi giận hơn. Không phải đâu mà. Đây là chuyện giữa anh với ba thôi à. Nhưng mà chú bỏ đi đâu được chứ? Không biết nữa. Trời đất ơi. Của người mà em không đồng ý cho nó quen để mà về cúng dỗ mẹ nó chứ. Em kêu nó chọn em hoặc là cô ta. Trời ơi. Hey, anh nói rồi, nuôi con cái chẳng được tích sự gì hết á. Anh, đây nè, chưa ngày nào bàn tay này của em được thảnh thơi. Bây giờ mới khổ, cứ hễ tới mùa đông á, là ngón tay của em lại đau nhức lên. Vậy, tất cả cũng là để lo cho con cái khôn lớn mà. Đúng rồi. Anh hiểu những vất vả của chú mà hiểu hết. Em làm vậy gì không còn cơ hội đi bước nữa sao? Vậy chú mà nói không á, thì đó là nói dối. Giờ mà em nhuộm tóc rồi cạo râu thử coi. 40 thôi. Em phải tự dằn lòng mình biết bao nhiêu đây nè. Nè, sau khi vợ của em mất, em coi như là bỏ hết. Không hề chỉ chuyên tâm nuôi các con thôi. Đúng rồi, anh biết. Đây đâu phải là bàn tay nữa. Nhìn chú tôi thương quá. Trời ơi, anh à, em thật sự buồn lắm. Trời ơi là trời. Vậy là qua đây từ bao giờ vậy? Dạ, đã được chuyển từ tuần trước rồi. Alo. Chào giáo sư.
Mẹ đến có việc gì vậy? Nghe nói con nhận chương trình phát thanh. Mấy hôm trước tham gia làm khách mời phải không? Chưa quyết định về chuyện đó. Họ chỉ mới đề nghị thôi. Mà mẹ đến đây là để hỏi chuyện đó hay sao? Con không phải bài giảng, cũng không phải là chương trình văn hóa, mà là chương trình âm nhạc. Con dâu của một tập đoàn lớn, làm như vậy liệu có quá mất thể diện hay không? Bây giờ mẹ vẫn nghĩ con vẫn còn là con dâu của mẹ hay sao chứ? Nghĩ hay không thì theo của mẹ, mẹ phải quản lý con mới phải, không phải vậy sao? Con sẽ tự biết quản lý bản thân mình. Sắp ly hôn rồi cho nên vui quá chứ gì. Thời gian qua sao con chịu đựng được cả ngày lẫn đêm chỉ để chờ được ly. Ly hôn không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu. Dù có như thế nào thì hiện giờ con cũng vẫn đang là con. Hy vọng con phải biết giữ gìn danh dự. Tham gia chương trình phát thanh một lần là đủ rồi, hiểu ý. Mẹ đi đây. Alo, Chi Sơn hả? Chuyện... tôi sẽ tham gia. Nè, Chi Sơn à, cậu nghĩ rất đúng đó. Được rồi. Được rồi. Sao cứ gọi suốt vậy? Sao mấy em cứ bận hoài vậy hả? Em không làm gì hay sao? Mẹ của anh vừa mới tới kêu em không được tham gia chương trình phát thanh đó. Còn anh thì lại kêu em hãy làm việc. Sao mà cứ can thiệp vào việc của em? Đó kêu em không được tham gia chương trình phát thanh hả? Chị Sơn à, em muốn làm gì cứ làm đi. Tất nhiên là vậy rồi. Em có việc gì? Bây giờ Sơn Chê đang làm việc ở đâu vậy em? Anh đợi chút nha. Sơn Kinh à, dạo này Sơn Chê nhà cô đang làm gì vậy? Phải tới đâu thì mới gặp được nó? Dạo này... làm bán thời gian. Khi mặc áo này, quý khách có thể đi leo núi cũng được, mà đi tắm biển cũng được nữa. Mọi người đừng có ngại, cứ cầm lấy đi. Mua hai cái sẽ được tặng quà mà. Anh nói khéo thiệt đó. Xin cứ tự nhiên chọn lựa đi. Đúng rồi, cậu ấy nói là chưa từng làm thêm bao giờ mà cũng giỏi nữa chứ. Còn cái nào giống vậy thôi. Giám đốc tới rồi kìa. Ồ, cái này cũng đây, đẹp nữa. Dạ giám đốc, sao anh lại tới đây vậy? Đi làm việc đi, cứ để tôi. Đây chị, cái này đẹp nè. Hơi nhỏ đó. Wow, hợp với chị ghê luôn đó. Vậy khéo chọn thiệt. Mà thanh toán ở đâu vậy? Bên này. Bên chị, ở đây. Dạ xin mời quý khách. Chuyện này lần sau hả? Có biết mẹ đang chờ em tốt nghiệp không mà em? Anh, em chán đi học rồi. Một kẻ quyết tâm học giỏi để lấy lại thể diện cho mẹ sao lại nói như vậy? Em ráng học gì mẹ khác được. Giờ thì sao? Bỏ học để đi làm bán thời gian vậy đó hả? Làm bán thời gian thì đã sao đâu. Em được những gì em muốn mà, còn kiếm được cỡ nào không? Em vẫn chưa từng được làm việc gì mà em muốn làm hết, anh hiểu không? Anh thì không như vậy chắc. Anh cũng đâu muốn nhưng để điều hành. Em cứ tưởng đâu anh làm là gì thích chứ. Ai mà thích chứ. Thôi được rồi. Vậy bây giờ em thích cái gì? Anh à, cho em thêm một thời gian nữa. Sau này em sẽ nói mà. Nhưng anh hãy giúp em biết nha. Được rồi, đừng có lo nữa. Từ nay á, muốn làm cho. Cảm ơn anh. Cô nhìn thử xem. Cậu này là luật sư quốc tế, đang làm cho B&M bên New York, cô có biết không? Văn phòng luật sư lớn nhất thế giới. Cao lắm. Ba mẹ cậu này đều là luật sư đó. Còn cậu này là kiều bào ở Mỹ, tốt nghiệp đại học y. Nhìn được lắm, phải như vậy mới xứng tầm với chị chứ.
Thì ra con cũng nghĩ như vậy hả? Tất nhiên là vậy rồi mẹ. Người đó không chỉ thành chồng của chị. Thật ra con không thích anh nhân viên kia cho lắm. Thông minh tốt nghiệp đại học Hàn Quốc nhưng mà gia cảnh có khá giả không? Có năng lực không? Có chức vụ gì không? Sao cậu ta lại dám? Dù con trai nhà tài phiệt mẹ cũng không ưng nữa là. Mẹ à, liệu có phải... Gì? Gì? Lị của con không? Để chi? Kiểu đàn ông ăn bám đó. Leo lên lưng người phụ nữ tài giỏi để có thể sống an nhàn. Trời quá! À dạ, chờ con chút nha. Dạ, ba con đang bên đó sao? À, ba con ở bên đó thì con thấy yên tâm rồi. Cái thằng này yên tâm cái gì chứ? Thế nào hay không? Dạ, con biết thưa bác. Biết mà lại bỏ ba thay vì người phụ nữ đó vậy hả? Con có bỏ rồi, tụi con sẽ phụng dưỡng cho ba con. Giờ thì nó mạnh miệng như vậy thôi ha. Nếu như con á mà không bỏ cô gái đó đi á, định bỏ hay không á, quyết định đi. Bác chuyển máy cho ba của con giùm đi. À con hứa đi đã. À, chia tay cái cô con gái đó ngay đi. À rồi tới đây, đó mà con về nhà. Dạ, con vẫn chưa tới được. Con sẽ ở đây. Con biết được ba con đang ở nhà bác, nên yên tâm rồi. Bác nhắn lại với ba giùm con. Bác với lại ba bị không sao hết, cho khỏe người đi. Vậy đi nha bác. Cái gì? Nói sao? Nói... sao vậy? Nó kêu nhắn chú. Đi xuống. Cái gì? Ôi trời. Ôi... Anh ơi. Ở gì đó? Làm ơn cho tôi hỏi phòng marketing ở đâu vậy? Anh đi cái lối bên kia kìa. À, dạ, cảm ơn anh. Dạ. Xin chào mọi người. Dạ, anh là ai? Tôi đến để tìm cô Sarah Angelia. Sarah, tôi đã nói là ở đây không có ai tên đó. Chắc chắn là cô ấy làm ở đây mà. Cô ấy từ CNA Boston, Mỹ trở về. CNA Boston về đó. Hey, trưởng nhóm của mình cũng họ Ma còn gì. Tóm lại, ở đây không có ai là Sarah đâu anh à. Vậy, cảm ơn mọi người. Ai tới vậy? Sarah Angelia Ma. Hôm nay tìm đến tận đây luôn. Sarah Angelia Ma? Cô nói người đó tìm Sarah Angelia Ma sao? Dì ơi, anh đến tìm Sarah Angelia Ma hả? Sarah. Ôi, anh hiên ngu. Thật rồi. Ôi. Sarah. Ôi, anh hiên ngu. Lâu quá. Đó, mừng quá. Ôi. Quá.